Bát Bà Thành, thiếu niên gây lo lắng cho người dân Buôn Ma Thuột. Một nhóm thanh thiếu niên thường xuyên đột nhập vào xe ô tô để ngoài đường để trộm cắp, gây lo lắng cho người dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sáng ngày 29 tháng 5, đội cảnh sát hình sự, công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng liên tiếp gây ra hơn 10 vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô của người dân để ngoài đường. Khoảng 10 ngày qua, vào ban đêm, nhiều người dân đậu xe ô tô trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột thì bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản. Nhận tin báo, lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột chỉ đạo đội cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 28 tháng 5, đội cảnh sát hình sự, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Dương, 16 tuổi, Nguyễn Thành Nhân, 19 tuổi và Võ Mạnh Nguyên, 16 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk tại một nhà nghỉ trên đường Đinh Núp, thành phố Buôn Ma Thuột. Bước đầu, bà Thành, thiếu niên khai nhận cần tiền tiêu xài và mua ma túy đã sử dụng nên đã rủ nhau thuê nhà nghỉ ở để hành nghề trộm cắp. Vào đêm khuya, 3 đối tượng đi trên các tuyến phố, khi phát hiện xe ô tô không khóa cửa thì liền đột nhập, lục lấy tiền, tài sản có giá trị và tháo lấy màn hình xe. Với thủ đoạn đó, liên tiếp trong 10 ngày qua, nhóm này đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp trên xe ô tô, chiếm đoạt tài sản khoảng 50 triệu đồng. Để tránh bị công an phát hiện, nhóm thanh thiếu niên này liên tiếp thay đổi địa điểm thuê nhà nghỉ.